Sau cú sập của thị trường tiền số vào tối ngày 14 tháng 4, nhà giao dịch tiền số người Hàn Quốc đã tiếp tục thua lỗ với 659.000 USD. Trong video phát trực tiếp cảnh đặt lệnh vào tối ngày 14 tháng 4 của mình, nhà giao dịch tiền số người Hàn Quốc được biết đến với tên là Sato đã mua Bitcoin với mức đòn bẩy là nhân 26,6 lần khối lượng giao dịch. Nhà giao dịch người Hàn Quốc này đã bắt đáy Bitcoin ở mốc 41.156 USDT trên một Bitcoin với 3 vị thế mua phân khác nhau. Giá thanh lý 3 vị thế này rơi vào khoảng 39.817 USDT trên một Bitcoin. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vào tối ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin giảm từ mốc 41.200 USD xuống còn 39.900 USD, tương đương với mức giảm khoảng 3,6%. Do đó, vị thế mua hợp đồng tương lai Bitcoin của nhà đầu tư người Hàn Quốc bị thanh lý, gây thua lỗ hơn 650.000 USDT. Việc giá Bitcoin sụt giảm mới đây không khiến giới chuyên gia bất ngờ. Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng CryptoS đã dự đoán thị trường sẽ có một đợt tăng nhẹ trước khi điều chỉnh sâu hơn qua mốc 39.000 USD.